Theo đơn trình báo, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3, bà T, 65 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho, nhận được điện thoại của một người tự xưng là Trung úy Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đang công tác tại đội cảnh sát giao thông công an thành phố Mỹ Tho. Người này nói bà T có liên quan đến vụ lái xe gây tai nạn, bị lập biên bản ở Đà Nẵng, xe do bà T thuê tại công ty Thiên Hồng Hạnh và yêu cầu bà T đến công an thành phố Đà Nẵng để giải quyết vụ việc. Người phụ nữ trên nói nếu bà T không có liên quan thì sẽ kết nối máy cho bà T gặp một người xưng là Đại úy Nguyễn Xuân Quang, người đã trực tiếp lập biên bản. Ông này nói với bà T là để minh oan cho mình, bà T phải hợp tác với ông, bởi thông tin cá nhân của bà đã bị kẻ xấu đánh cắp và thuê xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Sau đó, Đại úy Quang lại tiếp tục kết nối máy với một người nữa tự xưng là Đại tá Phạm Văn Sáu, đang làm việc ngoài Tổng cục của Bộ Công an. Đại tá Sáu nói kẻ xấu mạo danh thông tin của bà T đã bị bắt. Kẻ mạo danh đã khai chuyển tiền nhiều lần cho bà T mỗi lần là 200 triệu đồng, số tiền này do mua bán ma túy, rửa tiền. Người đàn ông này yêu cầu bà T chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng người này cung cấp để phục vụ việc điều tra. Sau đó, bà T đã đến phòng giao dịch Vietcombank ở Tiền Giang chuyển tổng số tiền 532 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền xong, bà T gọi vào số điện thoại của những người này nhưng không liên lạc được, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo nên bà T đến công an trình báo vụ việc.